Kinh Trung A Hàm 24 Kinh Sư Tử Hống Tôi nghe như vậy Một thời Phật du hóa tại nước xá vệ Trong rừng Thắng Lâm vườn cấp cô độc Bấy giờ Thế Tôn cùng với chúng đại tỷ kheo An cư mùa mưa tại nước xá vệ Tôn giả xá nê tử Cũng an cư mùa mưa tại nước xá vệ Lúc ấy tôn giả xá nê tử an cư mùa mưa tại nước xá vệ sông đã trải qua ba tháng sau khi vá sửa các y rồi liền xếp y ôm bát đến chỗ đức phật cúi đầu đành lễ dưới chân phật nuôi qua một bên rồi thưa rằng bạch thế tôn con an cư mùa mưa ở nước xá vệ sông bạch thế tôn bây giờ con muốn du hành trong nhân gian đức phật nói rằng này xá nê tử Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn Những người nào chưa được hóa độ Hãy khiến cho được hóa độ Những người nào chưa được giải thoát Hãy khiến cho họ được giải thoát Những người nào chưa chứng niết bản Hãy cho chứng đắc niết bản Này xá ni tử Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn Rồi thì tôn giả xá ni tử Sau khi nghe những lời Phật nói Ghi nhớ Ghi nhớ ký liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng rồi nuôi ra trở về phòng riêng dọn dẹp giường ghế xếp y ôm bát ra đi du hành trong nhân gian sau khi tôn giả xá nê tử ra đi chẳng bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước đức phật phạm vào pháp tương vi vị ấy bạch thế tôn hôm nay tôn giả xá nê tử sau khi khinh mạn con rồi đi du hành trong nhân gian Đức Thế Tôn nghe rồi bảo vị tỷ kheo rằng Ngươi hãy tìm đến chỗ xá nê tử Bảo với xá nê tử rằng Đức Thế Tôn gọi thầy rằng Sau khi thầy đi không bao lâu Có một vị phạm hạnh ở trước ta Phạm pháp tương vi nói thế này Bạch Thế Tôn Hôm nay tôn giả xá nê tử Sau khi khinh mạn con Rồi đi du hành trong nhân gian Vị tỷ kheo kia sau khi vâng lời Đức Phật dạy liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ đức phật rồi ra đi bấy giờ tôn giả a nan đứng sau đức thế tôn đang cầm quạt hầu đức phật sau khi vị tỳ kheo kia đi chẳng bao lâu tôn giả a nan liền cầm chìa khóa cửa đi đến khắp các phòng gặp các vị tỳ kheo nào cũng nói như thế này Nành thay chư tôn mau đến giảng đường vì hôm nay tôn giả xá lê tử sẽ đứng trước đức phật mà giống tiếng sư tử những gì mà tôn giả xá nê tử nói ra đều sâu xa tịch tịnh ở trong tịch tịnh vi diệu ở trong vi diệu những lời như vậy sau khi các vị và tôi nghe được rồi nên khéo tụng tập nên khéo ghi nhớ lúc ấy các tỳ kheo nghe tôn giả A Nan nói như vậy tất cả đều đến giảng đường Bây giờ vị tỳ kheo kia đến chỗ tôn giả xá nê tử thưa rằng đức thế tôn gọi thầy rằng sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước đức thế tôn phạm pháp tương vi nói thế này bạch thế tôn hôm nay tôn giả xá nê tử sau khi khinh mạng con rồi đi du hành trong nhân gian bấy giờ tôn giả xá nê tử sau khi nghe như vậy liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ đức phật cúi đầu đảnh nế rồi nuôi sang một bên đức phật liền bảo rằng này xá nê tử sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước ta phạm pháp tương vi nói thế này bạch thế tôn hôm nay tôn giả xá nê tử sau khi khinh màn con rồi đi du hành trong nhân gian này xá nê tử có thật sau khi khinh mạn một vị phạm hạnh rồi thầy đi du hành trong nhân gian chăng tôn giả xá nê tử bạch rằng bạch thế tôn nếu người nào không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo con niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, như một con trâu gáy sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ say khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác. Những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn con cũng vậy Tâm con như con trâu gáy sừng Không kết không hoán Không sân nhuế Không náo hại Rộng lớn vô biên Khéo tu tập Biến mán tất cả thế gian Thành tựu và an trụ Bạch Thế Tôn Nếu ai không có niệm thân trên thân Thì người ấy mới khinh mạng Một vị phạm hạnh Rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn con khéo con niệm thân trên thân. Vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Bạch Thế Tôn Như con của một người chiên đàn la, bị chặt hai tay. Tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác. Những nơi nó đi ngang qua, không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn Con cũng thế. Tâm con như con của một người chiên đàn la, bị chặt hai tay không kết không oán, không sân nhuế, không náo hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mán tất cả thế gian, thành tựu và an trụ, bạch thế tôn. Nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian, bạch thế tôn. Con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Bạch Thế Tôn cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước muối, nước miếng. Đất không phải vì thế mà khởi sự thương ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng không thẹn, bạch thế tôn, con cũng vậy. Tâm con như mặt đất kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không náo hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mán tất cả thế gian, thành tựu và an trụ, bạch thế tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn. Con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện tiểu tiện, nước muối, nước miếng. Nước ấy không vì thế mà có sự yêu ghét, không đấy làm sỉ nhục, xấu xa không hổ cũng không thẹn bạch thế tôn con cũng vậy tâm con như nước kia không ghét không oán cũng không sân nhuế không náo hại rộng lớn vô biên khéo tu tập biến phán tất cả thế gian thành tựu và an trụ bạch thế tôn nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn con khéo con niệm thân trên thân Vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn Cũng như ngọn nửa đốt cháy tất cả các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước muối, nước miếng Nửa không vì thế mà có sự yêu ghét Không lấy làm sỉ nhục, xấu xa Không hổ cũng không thẹn Bạch Thế Tôn Con cũng vậy Tâm con như nửa kia không ghét không oán cũng không sân nhuế không náo hại rộng lớn vô biên khéo tu tập biến mán tất cả thế gian thành tiệu và an chủ bạch thế tôn nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn con khéo có niệm thân trên thân vì sao con lại khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn cũng như ngọn gió thổi bay đi đổ sạch đổ nhơ đại tiện tiểu tiện nước muối nước miếng gió cũng không vì thế mà có sự yêu ghét không lấy làm sỉ nhục xấu ra không hổ cũng không thẹn bạch thế tôn con cũng như vậy tâm con như gió kia không ghét không oán cũng không sân nhuế không náo hải rộng lớn vô biên khéo tu tập biến hóa tất cả thế gian thành tiểu và an trụ Bạch Thế Tôn Nếu ai không có niệm thân trên thân Thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh Rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn Con khéo có niệm thân trên thân Vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh Rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn Cũng như cây trổi quét sạch đổ nhơ Đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước muối, nước miếng Trổi vẫn không vì thế mà có sự yêu ghét không đấy làm sỉ nhục xấu xa không hổ cũng không thẹn bạch thế tôn con cũng như vậy tâm con như cây chổi kia không ghét không oán cũng không sân nhuế không náo hại rộng lớn vô biên khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an chủ, bạch thế tôn nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn con khéo có niệm thân trên thân Vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn Cũng như cái bô chiên ni Chùi lau tất cả các đồ dơ đồ sạch Đại tiện tiểu tiện nước muối nước miếng Cái bô chiên ni cũng không vì thế mà có sự yêu ghét Không lấy làm sỉ nhục xấu xa Không hổ cũng không thẹn Bạch Thế Tôn Con cũng vậy tâm con như bô chiên tâm con như bô chiên ni kia không ghét không oán cũng không sân nhuế không náo hại rộng lớn vô biên khéo tu tập biến mán tất cả thế gian thành tựu và an trụ bạch thế tôn nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn con khéo con niệm thân trên thân Vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian Bạch Thế Tôn Cũng như cái bình đựng dầu Nứt nẻ nhiều chỗ Đựng đầy mớ rồi để dưới ánh mặt trời Chảy gì khắp Thấm ướt tất cả Nếu người có mắt đứng bất cứ nơi nào Sẽ thấy bình mở Nứt nẻ nhiều chỗ Đựng đầy mở Rồi để dưới ánh mặt trời Chảy gì khắp thấm ướt tất cả bạch thế tôn con cũng như thế con thường quan sát thân này có chín nố đồ bất tịnh chảy rỉ khắp thấm ướt khắp bạch thế tôn nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn con khéo con niệm thân trên thân vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian bạch thế tôn cũng như một người ưa thích tuổi thiếu niên của mình tắm gội sạch sẽ sông thân thể bằng hương thoa mặc áo trắng đeo vòng ngọc để trang sức cạo dâu sửa tóc đầu đội tràng hoa nếu đem ba xác chết mà cuốn quanh nơi cổ họng xác rắn chết xác người chết xác chó chết máu ứ bầm xanh sình trướng to lên rất thối tha dứa nát nước nhớp chảy tràn người ấy sẽ ôm nòng hổ thẹn, rất ghét đồ dơ uế đó, bạch thế tôn. Con cũng như thế, thường quan sát những chỗ thối tha không sạch sẽ trong thân này, tâm ôm nòng hổ thẹn, rất ghét vật như uế đó, bạch thế tôn. Nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian, bạch thế tôn. Con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian lúc bấy giờ vị tỳ kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu nế sát chân phật bạch rằng bạch thế tôn con xin sám hối bạch thiện thể con xin sám hối con như ngu như si như người bất định như người bất thiện vì sao thế vì con đã đem lời dối trá để vu khống tỳ kheo xá nê tử nào bậc phạm hạnh thanh tịnh Bạch Thế Tôn, con nay xin sám hối tội lỗi mong ngài chấp nhận cho. Nếu con đã phát nồ rồi thì sẽ không còn tạo tội nữa. Đức Thế Tôn bảo rằng, quả thật, quả thật vậy này tỳ kheo. Ngươi thật như ngu như si như người bất định như người bất thiện vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời dối trá hoàn toàn không chân thật để vu khống tỳ kheo xá nê tử phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể sám hối tội lỗi đã phát nổ rồi sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi đã phát nổ rồi sau này không còn tạo tội nữa như thế sẽ được trưởng thành trong thánh pháp luật mà chẳng bị suy giảm. Thế rồi đức Thế tôn bảo tôn giả xá ni tử rằng thầy nên mau nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ để tỳ kheo ấy nập tức ở trước thầy mà đầu bị vớ thành bảy mảnh. Tôn giả xá lê tử vì thương xót tỷ kheo kia nên nhìn, niền nhận sự sám hối tội nối. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả xá lê tử và các tỷ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 24. Kinh Sư Tử Hống Hết